Ngọc Ruby chào các bạn đi. Chào các bạn. À, Ngọc Ruby ơi, sao con này đứng ở đây? Sao con này đứng ở đây nhỉ? Con mới đi học về, con muốn ra vào sân để hóng mát. À, các bạn ơi, Ngọc Ruby vừa mới đi học về các bạn ạ. Và Ngọc Ruby muốn ra bờ sông để hóng mát đấy. Thế hả? Thế bây giờ Ngọc Ruby hãy đi hóng mát nào. Nào, đi hóng mát thôi. Wow, không khí ở đây thật là trong lành đúng không Ngọc Ruby nhỉ? Mẹ ơi, ở kia một cây bóng bay. Wow, các bạn ơi, một cây bóng bay khổng lồ luôn. Wow, đẹp quá các bạn này. Wow, Ngọc Ruby ơi, những quả bóng bay đẹp quá. Thế bây giờ có những quả bóng bay đẹp như thế này rồi, thì bây giờ con hãy nghĩ ra cách nào để làm nổ tung những quả bóng bay kia nhỉ? À, Ngọc Ruby Bi bảo là Ngọc Ruby sẽ hóa thép ra một cây súng và bắn nổ những quả bóng bay đấy đúng không nhỉ? À, vậy thì nhân tiện có một cây bóng khổng lồ này, hai mẹ con mình sẽ xuống xem cây bóng này đi. Thì mẹ sẽ tổ chức cho Ngọc Ruby chơi một trò chơi rất là thú vị đối với những quả bóng bay này. Ngọc Ruby có đồng ý không? Có, mình kiếm. À, thế bây giờ Ngọc trước khi chơi trò chơi này thì Ngọc Ruby sẽ hóa thép ra một khẩu súng đi nào. Vậy thì bây giờ có súng, hai mẹ con mình sẽ lại gần cây bóng kia nhá. Wow. Các bạn ơi, cây bóng khổng lồ chưa này, các bạn nhìn có đẹp không? Ngọc Ruby từ từ đây nhá. Đi ra đây mẹ sẽ nói luật chơi cho Ngọc Ruby biết nhá. Và cách chơi như sau nhá. Ngọc Ruby sẽ phải bắn hết cây bóng này trong thời gian là 5 phút. Và nếu Ngọc Ruby bắn hết trong thời gian là 5 phút thì Ngọc Ruby sẽ được phần thưởng, đó là hai gói trái cây sấy này các bạn ơi. Reng reng reng. Ngọc Ruby có biết đây là trái cây gì không? Đây là quả gì sấy nhỉ? Quả gì nhỉ? Ừ, là quả gì đây? Múi gì đấy nhỉ? Múi gì đấy? Múi. Đúng rồi, mít sấy và khoai lang sấy, đúng không nhỉ? Ngon nha, hai gói này nha. Còn nếu Ngọc Ruby thua thì Ngọc Ruby sẽ phải ăn một rổ quả này. Ngọc có biết quả này là quả gì không? Quả này con không biết là quả gì à? À, vậy là quả gì thì các bạn nhỏ hãy giúp Ngọc Ruby với các bạn nhỏ nhé. Và chị gợi ý là quả này ăn rất là chua. Ăn rất là chua luôn các bạn ạ. Và các bạn hãy comment cho chị và Ngọc Ruby biết đây là quả gì nhé. Ngọc Ruby đã biết cách chơi chưa nhỉ? À, được rồi, thế mẹ để các bạn phần quà vào đây nhá. Bây giờ Ngọc Ruby sẽ bắt đầu chơi. Nào Ngọc Ruby đứng ở đây. Ngọc Ruby đứng ở đây nha. Bây giờ Ngọc Ruby sẽ đứng xa ra, không phải đứng gần thế đâu Ngọc Ruby. Con đứng cách xa ra một chút nữa. Đứng cách xa ra thì bắn thì mới được, chứ nếu đứng gần quá thì bắn lại không tính được nha. Con đứng lui lại một chút nữa. Đấy, đúng rồi. Bây giờ thời gian bắn của Ngọc Ruby sẽ bắt đầu nha. Mẹ đếm Ngọc Ruby bắn nào. 1 2 3. Wow, một quả đã bị nổ tung rồi các bạn ạ. Wow. Tiếp tục, Ngọc Ruby đang nạp đạn các bạn ơi. Tiếp tục, Ngọc Ruby sẽ đứng về bên này. Con ơi, con này đứng về chỗ này này. À, chỗ có vạch dưới đây này. Thế, con tiếp tục ngắm cho mẹ. Nào, Ngọc Ruby bắt đầu ngắm các bạn ạ. Wow, đã nổ quả thứ hai rồi. Ngọc Ruby giỏi quá. Ngọc Ruby lại bắt đầu đi tìm đạn của mình. Tiếp tục, Ngọc Ruby sẽ ngắm để bắn quả thứ ba nhá. À, con đứng lui lại. Con đứng lui lại, đúng vạch cơ mà. Ngọc Ruby tuyển quên rồi các bạn ạ. Con ơi, con đứng lui lại một chút. Wow, quả thứ ba bị sượt rồi các bạn ạ. Không sao, Ngọc Ruby cố lên nhá. Nào, Ngọc Ruby tiếp tục bắn nào. À, Ngọc Ruby đổi chỗ các bạn ạ. Ngọc Ruby đứng như này. Wow, Ngọc Ruby đã bắn vỡ quả thứ tư rồi các bạn ạ. Ngọc Ruby tiếp tục ngắm bắn tiếp. Quả thứ năm. Wow, quả thứ năm đã bị vỡ rồi các bạn ơi. Wow. Ngọc Ruby bắn nổ liền lúc hai quả luôn các bạn ạ. Thời gian còn 2 phút nha. À, Ngọc Ruby bắt đầu bắn tiếp nào.
Và quả thứ 6 bị trượt các bạn ơi. Ngọc Ruby cố lên nha. Nổ tiếp một quả nữa rồi các bạn ạ. Ngọc Ruby đang đi tìm đạn. Ngọc Ruby đang ngắm quả cao quá. Ngọc Ruby bắn quả trên cao đã vỡ tan rồi các bạn ơi. Sượt rồi. Lại sượt rồi các bạn ạ. Ngọc Ruby cố lên nhá. Đã nổ tung một quả nữa rồi các bạn ạ. Ruby đang ngắm để bắn tiếp các quả tiếp theo. Wow, một quả nữa đã bị bắn tung. Còn một quả trên cao Ngọc Ruby đang bắn các bạn ơi. Wow, một quả bóng nữa đã được bắn rồi các bạn ạ. Vậy là chỉ còn hai quả bóng duy nhất, một quả bóng màu da cam và một quả bóng màu xanh các bạn ơi. Và chỉ còn 1 phút duy nhất Ngọc Ruby nha. Ngọc Ruby cố lên. Chỉ còn 1 phút thôi nhưng mà chỉ còn 2 quả bóng thôi Ngọc Ruby ạ. Nào Ngọc Ruby. Ngọc Ruby đứng lùi lại nào, con đứng là lùi lại một chút nữa. Ngọc Ruby sẽ bắn, con đứng lùi lại một chút, không như thế thì gần quá. Thế, bắn đi. Một quả bóng nữa đã vỡ rồi các bạn ạ. Và chỉ còn một quả bóng cuối cùng thôi. Chỉ còn một quả bóng cuối cùng các bạn ạ. Bây giờ Ngọc Ruby sẽ bắn nhé. Con bắn nốt quả này chỉ còn 3 giây nữa này. 1, 2, 3. Hết thời gian. Như vậy là Ngọc Ruby bắn vừa hết một cây bóng các bạn ạ. Và cũng đủ trong thời gian là 5 phút luôn các bạn ơi. Và Ngọc Ruby đã là người chiến thắng. Vậy là Ngọc Ruby chiến thắng thì phần thưởng sẽ là gì nhỉ? Sẽ là hai túi trái cây sấy rất là ngon các bạn ạ. Đây là mít sấy này, còn đây là khoai lang sấy các bạn ơi. Thế còn rổ trái cây này này thì ai ăn bây giờ Ngọc Ruby nhỉ? Ai ăn bây giờ nhỉ? Các bạn có muốn ăn và cảm nhận vị của quả này không nhỉ? Miền Bắc thì gọi là quả, còn miền Nam thì gọi là trái đấy các bạn. Và nếu bạn nào biết trái cây này tên là gì thì hãy comment cho chị biết nhá. Và bây giờ chị sẽ ăn thử và cảm nhận cho các em biết nhá. Để ăn được quả này trước tiên các em sẽ phải làm sạch vỏ phía ngoài. Đây. Đấy, chúng ta sẽ cạo như thế này. Đấy, chúng ta sẽ cạo hết cái phần vỏ ở ngoài như thế này này. Đấy, và quả này rất là chua luôn các bạn nhá. Cực kỳ chua luôn. Và quả này thì nếu bạn nào thích ăn chua thì ăn sẽ rất là ngon. Thế và người ta có thể dùng quả này để ngâm với đường và làm nước giải khát vào mùa hè đấy các bạn. Đố các bạn biết đây là quả gì nhá. Nếu bạn nào biết thì hãy comment cho chị biết nhá. Chị cũng rất là thích ăn loại trái cây này đấy. Và ăn rất rất là chua luôn các bạn nhá. Chúng ta sẽ làm sạch vỏ này. Sau đó chúng ta sẽ chấm với muối, muối ớt để ăn cho nó ngon. Thế tuy nhiên trong ngày hôm nay để cảm nhận được hết hương vị của nó, chị sẽ cho Ngọc Ruby ăn thử không có muối. Và tí chúng ta sẽ xem phản ứng của Ngọc Ruby như thế nào nhá. Rồi, như vậy là chị đã làm sạch cái phần vỏ của cái trái cây này rồi các bạn ạ. Và bây giờ Ngọc Ruby sẽ ăn thử cho các bạn xem nhá. Đấy.
Nào Ngọc Du Huyên thử nào. Ngọc Du Huyên mới nhấm thôi các bạn ạ. Nào con cắn một miếng. Cắn một miếng nào. Có vị gì hả con? Các bạn ơi, cực chua luôn các bạn ạ. Ngọc Du Huyên có ăn được không con? Các bạn ơi, Ngọc Du Huyên không ăn nổi các bạn ạ. À, Ngọc Du Huyên ơi, thế con thử nói cảm nhận của con khi ăn quả này như thế nào? Rất là chua đúng nhỉ, rất là chua luôn các bạn ạ. Và Ngọc Ruby đã đầu hàng không ăn được cả một miếng luôn các bạn ơi. Ngọc Ruby phải nhổ vội cái quả này ra. Và bây giờ chị sẽ ăn thử cho các em xem nhá. Chị ăn và không ăn với muối các em ạ. Bây giờ chị sẽ ăn nhá. Quá chua luôn các bạn. Chua chưa từng thấy em các em ạ. Chua quá Ngọc Ruby ơi. Chị ăn được hết một miếng rồi. Chắc chị không ăn được hết một quả này mất các em ạ. Rất là chua luôn. Trời, cho mẹ ăn hết cái rổ này. Chắc ăn hết rổ này thì răng của mẹ sẽ bị sún mất. Bây giờ chị sẽ ăn miếng thứ hai nhá. Nếu bạn nào biết được quả này là gì, tên là gì thì hãy comment cho chị biết nhá. Chua quá các em ơi. Wow, rất là chua các em ạ. Chua ngoài sức tưởng tượng của chị luôn. Chua quá. Nếu bạn nào ăn được chua thì cũng sẽ rất là ngon đấy các em ơi. Chua quá. Các em ơi, chua ngoài sức tưởng tượng của chị luôn các em ạ. Và chắc chị sẽ đầu hàng mất các em ơi. Và nếu bạn nào ăn được hết một quả này thì hãy comment cho chị biết nhá. Bạn nào mà ăn được hết một quả thì quả thực là rất là khâm phục luôn. Rất là chua luôn các em ạ. Và các em nhớ hãy comment cho chị biết đây là quả gì nhá. Và video hôm nay của chị là rèn cho Ngọc cái tính khéo léo khi bắn bóng bay và ăn và cảm nhận được vị của quả này. Và chị chưa nói tên quả này, nếu bạn nào biết quả này tên là gì thì hãy comment cho chị biết nhé. Và video của chị đến đây là kết thúc rồi. Nếu các em thấy video của chị hay thì hãy bấm like, đăng ký thành viên và chia sẻ video của chị cho mọi người cùng xem nhé. Cuối cùng chị xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video lần sau. Xin chào các bạn. Ngọc Ruby chào các bạn đấy. Bye bye.